Hello, xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với TVM TV. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau hoài niệm một chút về đôi giày Stan Smith, đôi giày vượt thời gian của Adidas. Và trước khi chúng ta đi vào đôi giày thì các bạn đừng quên là chúng ta vẫn đang có chương trình khuyến mãi. Với bất kỳ hóa đơn nào từ 999.000 trở lên thì các bạn sẽ được tặng ngay một hoodie The Five Monkey có mức giá là 350.000. Đừng bỏ lỡ nha, số lượng có hạn. Link hướng dẫn mua hàng bọn mình sẽ để ngay ở phần miêu tả và cả một đường link ở trên này nữa. Đối với đôi Stan Smith này thì trước đó bọn mình đã có một video review một lần rồi. Thế nhưng mà ở video đó thì bọn mình đã không có chia sẻ nhiều thông tin lịch sử về nó. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ cùng nhau một chút nhé. Stan Smith đã từng chính thức được đưa vào kỷ lục Guinness khi đã bán được 22 triệu đôi vào năm 1988 và đã trở thành một trong những đôi giày bán chạy nhất của Adidas. Vì sao Stan Smith lại bán chạy như vậy? Thì bởi vì là cái thiết kế của nó phù hợp với tất cả mọi người. Nó không có quá nhiều điểm nổi bật trong thiết kế của đôi giày này. Nó chỉ có cái gót giày có màu này và lưỡi gà. Nó phù hợp với tất cả đối tượng, không kém bất kỳ ai cả, kể cả già trẻ hay là gái trai. Cái đôi giày này thì phải nói là cực dễ phối đồ. Các bạn có thể mặc quần jean, rồi chân váy, rồi sơ mi, rồi yếm, rồi đặc biệt hơn kể cả là vest. Các bạn mặc từ đồ thường ngày, từ street style cho đến cả đồ công sở, cho đến cả đồ dự tiệc. Mặc cái gì nó cũng hợp hết. Cái đôi giày này nó cực kỳ là đa dụng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào review chi tiết đôi giày này nhé. Trước tiên là cái hộp giày, thì đây vẫn là cái hộp giày quen thuộc, hộp giày huyền thoại của mọi đôi Adidas Casual khác, với tông chủ đạo là xanh blue và ba đường sọc trắng, với rất nhiều logo Adidas ở các mặt. Ở bên mặt này chúng ta có một cái tem với các thông tin của đôi giày. Đây là đôi Stan Smith có size là 81/2, mã hiệu M20324, và đôi này sản xuất tại Ấn Độ, made in India. Đi tới đôi giày thì tổng quan đôi giày có hai màu là màu trắng và màu xanh lá ở gót và ở lưỡi gà. Cầm đôi giày trên tay thì mình cảm nhận được là đôi giày này được làm bằng chất liệu da tổng hợp khá là cứng. Thế nhưng mà ban đầu thì trông nó khá là bóng bẩy và xịn sò. Về bộ đế thì bộ đế này nó không có công nghệ gì đặc biệt cả. Ở bên hông có logo Adidas, logo cỏ ba lá. Ở bên dưới này cũng vậy, cũng có logo cỏ ba lá và chữ Adidas. Bộ đế này không có gì đặc biệt cả, chỉ có cái mặt đế này là cực kỳ huyền thoại. Mặt đế có thể gọi là tổ ong huyền thoại của Stan Smith. Về các đường chỉ trên đôi giày thì khá là đều và mượt. Thế nhưng mà cái hiện tượng thừa keo và thừa chỉ thì còn xuất hiện khá là nhiều trên đôi giày Stan Smith này. Thì điều này cũng dễ hiểu thôi, vì đôi giày này là một đôi giày bán rất là chạy và giá cũng rất là rẻ. Thế nên là họ phải sản xuất rất nhiều và cái chi phí sản xuất nó cũng không có cao lắm. Thế nên là cái mức độ mà kiểm duyệt rồi thì hoàn thiện thì nó cũng chưa thực sự là hoàn hảo lắm. Ở phần tiếp giáp giữa bộ đế và phần thân giày, nó có một đường chỉ ở phần mũi giày này. Thì cái đường chỉ này nó không chỉ là một điểm nhấn cho cái thiết kế của đôi giày này, mà nó còn tăng cái độ bền cho đôi giày. Thông thường những đôi giày mà chúng ta đi thì nó rất là dễ bị bong keo và bị hở ở cái phần này khi mà di chuyển nhiều á. Thì cái đường chỉ này sẽ giúp là giảm cái tình trạng đó và tăng cái độ bền cho sản phẩm. Gót giày, điểm đến của đôi Stan Smith này thì được may một lớp da màu xanh trên gót. Cái màu xanh này thì tượng trưng cho cái màu sân cỏ tennis. Ngoài ra thì có hai màu nữa là màu xanh navy tượng trưng cho màu sân cứng và màu đỏ tượng trưng cho sân đất nện. Trên lớp da có logo cỏ ba lá và chữ Stan Smith được in chìm màu trắng. Phải nói là cái chi tiết này là chi tiết cực kỳ tinh tế và là chi tiết mình thích nhất trên đôi giày này. Ở phần lưỡi gà thì có một cái logo in mặt của ngài Stan Smith và chữ ký, có chữ Adidas Stan Smith ở đây. Thì cái phần lưỡi gà này sẽ được in cùng màu với các phần gót. Nó ở đây là xanh lá thì ở đây cũng sẽ là xanh lá. Thông thường những sản phẩm của Adidas thì sẽ có những chi tiết ba sọc. Thì ở đây, The Stan Smith này, ba sọc nó được tạo nên bởi những lỗ thoáng khí rất là đẹp và tinh tế ở hai bên hông giày. Dây giày ở đôi giày này là dây giày hai lớp được may vòng cho cảm giác rất là cao cấp. Các cái lỗ sỏ giày thì đều được bọc cái lỗ kim loại ở đây, tạo cho cái việc sỏ giày nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Và chúng ta cùng đi vào phía trong đôi giày thì ngay phía sau lưỡi gà sẽ là con tem. Con tem ở đây thì cho chúng ta biết rất là nhiều thông tin về chính cái đôi giày này. Đầu tiên là nơi sản xuất, kích thước của đôi giày, nó có size của các nước, tháng sản xuất, năm sản xuất. Và ở đôi giày này thì khá là ngạc nhiên khi nó được sản xuất từ tháng 6 năm 19. Bây giờ là tháng 11, đôi giày này mới chỉ được ra lò khoảng 5 tháng thôi, rất là mới. Ở đây có cả mã giày dành cho nam, mã hiệu của đôi giày, mã của từng chiếc giày. Trong cùng một đôi giày, nếu mà hai cái mã này là trùng nhau thì sẽ là đôi giày fake. Ở phía trong của thân giày, ở phần lỗ sỏ giày này thì nó được bọc một lớp da trơn. Cái lớp da này thì nó mềm và mỏng hơn khá nhiều so với lớp da ở mặt bên ngoài. Lót của giày khá là mỏng, được in logo Adidas và có dòng slogan là The Brand with the Three Stripes, nghĩa là thương hiệu với ba sọc. Thì mình nói thật là
các cái logo rồi các cái dòng slogan này nó rất là dễ bong, có thể bong ngay trong cái lần bạn mang đầu tiên luôn. Nói chung là cũng không quá quan trọng nhưng mà cũng là một cái nhược điểm của dòng Stan Smith này. Nói về size thì đôi Stan Smith này có một cái size tiêu chuẩn của Adidas là true size. Mình đi 8,5 thì mình cũng mang đôi này 8,5 luôn, rất là thoải mái và êm ái. Và đó là những review chi tiết của mình về đôi giày Adidas Stan Smith này. Thì các bạn thấy sao? Đối với mình, cái đôi giày này là một đôi giày cho mình cực kỳ nhiều kỷ niệm. Bởi vì đây là đôi giày đầu tiên mà mình tự đi làm, mình tự tiết kiệm tiền và bỏ tiền ra mua. Nó cũng là đôi giày chính hãng đầu tiên mà mình sở hữu. Thì vào thời điểm đó, cách đây khoảng 5-6 năm rồi, đó là thời điểm mà giày sneaker chính hãng nó chưa có phổ biến như bây giờ. Khi mà mình mua được đôi này, mình đi đến trường ấy, thì phải gọi là phá đảo trường học luôn. Rất nhiều người hỏi, mày mua ở đâu, mày mua bao nhiêu tiền, mày mua thế nào, mà làm sao mày có tiền mà mày mua một đôi giày xịn như thế này. Wow, quá đỉnh. Quay lại thời điểm bây giờ thì việc sở hữu cho mình một đôi giày đẹp, một đôi giày chính hãng nó không còn quá khó khăn như hồi trước nữa. Thậm chí là giá còn rẻ hơn rất là nhiều. Ngày xưa mình mua đôi giày này năm 2014, cách đây 5 năm rồi, 6 năm rồi, giá là 1,9 triệu, mà đó mình còn mua được giá steel. Bây giờ tại tmm.vn bán đôi này chỉ có 1,650 triệu thôi. Tội gì mà không mua. Nếu như các bạn chưa sở hữu cho mình đôi Stan Smith này thì nó là một đôi giày mình nghĩ là must have, buộc phải có trong tủ giày của các bạn. Một đôi giày huyền thoại, 1,650 triệu, rất đáng để các bạn cân nhắc. Ngay sau đây thôi sẽ là outfit của mình về đôi giày này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe, và xin chào và hẹn gặp lại.